Hi các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Thì hồi sáng này Tân có làm một cái clip tâm sự về cái thông tin chung cư TK. Vì vào cái thời điểm này là thời điểm rất là nhạy cảm mấy bạn, rất là nhạy cảm. Cho nên là hai cái từ đó mà vô câu chuyện chính thì Tân xin phép quay trở về với từ viết tắt là TK, để mà mình tránh những sự hiểu lầm cũng như là những sự bắt bẻ về sau. Câu chuyện này được kể ra là vì sự yêu cầu cũng như là sự tò mò của những fan cũ cũng như fan mới khi mà biết về cái chung cư TK này để vào đây lắng nghe Tân kể chuyện. Thì không có phụ lòng các bạn, khi mà các bạn đang muốn lắng nghe thì Tân cũng kể để chúng ta hào hứng hơn trong cái đề tài này. Câu chuyện này nó bắt đầu từ thời mà chung cư TK hưng thịnh. Lúc đó có rất nhiều người vào đầu tư, người ta mua nhà. Thì vào thời điểm đó cũng không ít những người người ta buôn bán kinh doanh, thì người ta có thuê nhà ở đó để mà người ta tạo ra một cái bộ mặt, để người ta ra ngoài người ta mở tiệm kinh doanh. Lỡ ai có hỏi nhà của em ở đâu, nhà của anh ở đâu, thì người ta rất mạnh miệng trả lời nhà em mua ở chung cư TK. Tại vì nó là một trong những biểu tượng của sự hiện đại, là một cái bộ mặt thay đổi về cái suy nghĩ về chung cư thời kỳ đó. Thời đó chung cư người ta suy nghĩ đó là một cái nơi rất là tồi tàn, nơi tập trung những người lao động. Nhưng mà thật ra chung cư TK là một nơi tập trung những người gọi là sang trọng, bậc nhất thời điểm đó. Thì lúc này có hai cô gái là bạn của nhau từ Đài Loan về Việt Nam để mà thuê nhà. Thì họ thuê một cái căn nhà ở chung cư TK để mà họ làm cái tiền đề bộ mặt. Họ ra họ mở tiệm làm tóc. Thì hai cô bạn là một người tên Khánh, một người tên Ly. Thì tính ra tiệm cắt tóc cũng tên là Khánh Ly. Nhưng mà họ là người Đài Loan, họ biết nói tiếng Việt. Cho nên cái bảng hiệu thời điểm đó đó vẫn còn hai cái chữ Khánh Ly mà là chữ Hoa. Ở dưới là chữ Khánh Ly là chữ Việt, viết đỏ, là một cái tiệm làm tóc thời điểm đó. Thì thuê nhà ở trong chung cư thời điểm đó, đặc biệt là chung cư TK, thì bạn không được di chuyển, không được trang trí, không được làm bất cứ gì thay đổi bố cục của căn nhà. Đó là quy định của chủ ở đó. Vì thời điểm đó thuê nhà, đặc biệt là những chung cư cao cấp tại Việt Nam mình, nói từ nhẫn thì nó hơi quá. Nó là cái chuyện sau này, mà đúng ra là ở chung cư TK thời điểm đó là cái nguyên tắc thuê nhà là phụ thuộc vào người cho thuê, chứ không có dễ như bây giờ. Bạn vô bạn thuê một căn nhà dài hạn 1 năm 2 năm là người ta cho bạn trang trí, cho bạn làm đủ thứ, để mà khi mà bạn trả nhà bạn phải chịu cái trách nhiệm là biến căn nhà của người ta lại như lúc ban đầu. Thì người ta vẫn đồng ý. Nhưng mà hồi đó thì người ta không đồng ý. Nhà người ta sơn phết, xây sửa bố cục hết rồi, vô ở như khách sạn ở, nhưng không được trang trí bất cứ gì. Nhưng mà vì thời điểm đó là nó cái mới, cho nên là nhiều người chấp nhận. Thì bạn Khánh và bạn Ly cũng chấp nhận, tại vì họ cần một nơi ở sang trọng, đầy đủ tiện nghi để mà họ đi kinh doanh tiệm làm tóc bên ngoài, chứ không phải là tại nơi đó. Với lại khi mà làm tiệm làm tóc thì các bạn cũng biết, họ phải làm từ sáng cho đến tối. Nơi đó giống như là cái nơi để mà họ nghỉ ngơi thôi. Hoặc là khi mà họ có được những cái bữa tiệc, họ liên hoan tại nơi đó thì nó hiện đại. Thì Khánh và Ly chấp nhận cái yêu cầu của người chủ và cho vào trong đó ở. Thì khi họ vô họ quan sát một vòng xung quanh cái căn nhà đó, họ rất là ưng ý. Vì tính ra đồ ở đây đều là đồ cổ. Mặc dù nó là đồ thuộc về thời xưa, nhưng mà nó có gu và nó có chất. Khi mà những người khách mà Khánh và Ly mời đến đây với nhiều mục đích, bàn công việc, hoặc là muốn họ hùng vốn hợp tác chung, thì cái căn nhà này đủ để có tiếng nói. Tại vì bất cứ người nào sành điệu có gu bước vô căn nhà mà Khánh và Ly thuê thì đều biết được rằng căn nhà này có giá trị tài sản rất cao. Thì lúc đó hai người mới tham quan cái căn phòng quan trọng nhất của người con gái khi thuê nhà, là căn phòng cuối cùng là phòng ngủ.
để coi phòng ngủ có gương hay không, con gái phải chải chuốt rồi phải tóc tai rồi quần áo, có tủ để đồ hay không, giường nệm có êm không, thì khi bước vô có đầy đủ tất cả. Và đặc biệt hơn là ở đối diện giường ngủ là một cái tủ trang điểm, và ở trên có một bức tranh. Và bức tranh này á, nó vẽ về một cái con đường mà nó tiến về một cái tháp. Ở đằng sau cái tháp đó là một cái giống như là một cái nơi phong thủy nhìn rất là đẹp, nhưng mà để lên trên đó là phải đi ngang những bậc thang và có những cái dây hoa màu đỏ mà ở trong những câu chuyện liêu trai chí dị người ta gọi là hoa bỉ ngạn. Thì Ly là một cái người có hiểu biết về bố cục và cũng như là mỹ thuật, thì Ly mới nói với Khánh là bức tranh này nó vẽ đẹp nhưng mà kỳ. Có hai cái chỗ này đúng lẽ ra đó, tại sao họ không vẽ một cái người đàn ông nắm tay một người phụ nữ đi về cái tháp đó để cùng ngắm ra cái sự gọi là rộng lớn ở phía đằng sau đó, mà họ vẽ một bức tranh tù túng nó như vậy, nhưng mà nó lại đẹp. Nó đẹp ở màu sơn, nó đẹp ở chất liệu, và nó đẹp một cách lạ thường. Thì Khánh mới nói thôi kệ nó đi, nó đẹp thì kệ nó, cái quan trọng là mình có đẹp hay không, và mình có sức khỏe để mình ngày mai mình đi khai trương cái tiệm làm tóc của mình hay không. Bây giờ cái quan trọng á, là mình đi chợ, mình xuống dưới mình mua ít đồ, xíu mại, điểm xăm đồ này kia đó, để mà mình mời các chị em ngày mai hợp tác với mình, lên ăn liên hoan, nhậu, rồi là ngày mai mình khai trương tiệm tóc Khánh Ly của mình. Thì Ly đồng ý. Cả hai bắt đầu make up, trang điểm này kia các cái, xuống đi chợ mua ít đồ của người Hoa về, và họ mời những chị em mà hợp tác với họ trong cái tiệm Khánh Ly đó. Mình dùng từ chị em cho nó thân mật, đúng ra là nhân viên đó, nhân viên sắp tới hợp tác chung với nhau đó. Thì lên, thứ nhất là họ cho coi căn nhà là cái sự bề thế, để mà những người nhân viên đó họ nhìn thấy mà họ ngán ngẩm, họ không có dám kiểu như là làm việc trễ nải, và họ nhìn cái người chủ để làm phấn đấu để một ngày mình được như vậy đó. Thì khi mà lên nhậu nhẹt xong cái bữa hôm đó thì cả hai bắt đầu bước vào cuộc sống ở chung cư TK. Và cái công việc của tiệm làm tóc Khánh Ly thì ngày càng phát đạt. Phải nói là khách kéo vô nườm nượp, tại vì lúc đó người ta theo cái trend, theo cái trào lưu là làm tóc theo kiểu Hồng Kông, Đài Loan trong những cái phim bộ hồi xưa. Thì hai người này là người Đài Loan mà, hiểu tiếng Việt, biết làm ăn và có nghề. Bao nhiêu cái công nghệ mới từ Hồng Kông, Đài Loan họ mang về họ làm, cho nên là tấp tập, đếm không xuể. Và suốt 2 tháng trời là họ đều đi sớm về khuya. Thì chính vì như vậy là Ly bị lâm bệnh. Bệnh đây không phải là bệnh nặng nan y, là bệnh gần chết gì. Bệnh đây là cảm sốt do làm việc quá sức, ăn uống không điều độ. Và đặc biệt là ăn toàn là cơm hộp, cơm ngoài. Thì cái ngày đó là Ly bị sốt rất là nặng. Thì Khánh mới nói là thôi, mày đi về sớm trước đi. Mày về mày uống thuốc, mày ghé nhà thuốc Tây mày mua thuốc mày uống đi. Rồi mày lên mày ngủ mày nghỉ ngơi đi. Có gì ngày mai 12 giờ trưa mày ra tiệm cũng được. Còn tao ở đây tao lo thu dọn đếm tiền. Rồi tao dọn dẹp cùng mấy chị em là tao về. Tao ngủ, sáng mai tao ra tiệm mở cửa cho mày. Chứ bây giờ mày mà đổ bệnh nặng hơn á, thì không ai cùng tao gồng gánh cái tiệm này đâu. Tao đang đắt, đang có thời. Thì Ly mới đồng ý. Đi nói thì thôi mày cố gắng mày dọn dẹp, rồi mày đếm tiền, mày tổng kết sổ coi ngày hôm nay bao nhiêu. Tao về tao uống thuốc, tao nghỉ ngơi. Đêm mai tao khỏe, tao còn phụ mày. Thì Ly mới về, Ly mới đi ghé nhà thuốc Tây, Ly mua thuốc. Thì các bạn biết thuốc mà chống cảm sốt là thuốc gì? Đa số nó đưa mình về giấc ngủ và ngủ trong mê man. Những ai bị sốt, bị cảm mà sẽ biết. Thì Ly mới nằm đi ngủ trong mê man như vậy đó. Thì Ly thấy một sự việc vô cùng bất thường. Sự việc đó là trong bức tranh đó, trong cái sự mê man, Ly nhìn thấy trong bức tranh đối diện mình có một người đàn ông. Và người đàn ông trong tranh cái lưng á, thì quay về phía Ly. Nhưng mà cái đầu cũng quay về phía Ly, cái mặt á, quay về. Có nghĩa là cái đầu ở trong tranh á, bị quay 180 độ. Nhìn với Ly và cười. Thì Ly quá sợ bạn. Ly sợ quá thì Ly hoảng. Ly cố gắng mở mắt gượng dậy thì Ly xỉu. Xỉu ngay trên giường. Thì bạn biết cái xỉu đó không phải là xỉu là do bị bệnh quá nặng hay là do thập tử nhất sinh. Xỉu đó là một phần do thuốc. Thứ hai là do cảm sốt, ta kéo dài từ sáng và làm việc lao lực. Khi mà bạn quá mệt thì bạn có thuốc trong người mà bạn gượng dậy một cái thì bạn gục.
Cái xỉu là cái xỉu tạm thời đưa bạn vào giấc ngủ và cơ thể bạn muốn được bình yên ngủ. Thì trong cái xỉu đó giống như là một cái ngủ đi. Thì trong cái giấc mơ đó, Ly mới nhìn thấy người đàn ông đó cũng y chang trong bức tranh, là cái lưng hướng về mình và cái mặt cũng hướng về mình. Rất là ghê, mà giống như quỷ ma vậy đó. Thì cái tay còn lại nắm cái ống chân của Ly lôi trên cái con đường hoa bỉ ngạn để kéo Ly về cái hướng cái tháp. Thì Ly dùng dãy la hét trong mệt mỏi, đến khi mà Ly dùng ra được thì Ly mới nhìn thấy Khánh. Thì Khánh mới hỏi là mày nằm mơ thấy gì mà mày la dữ vậy? Tao mới về, tao có nấu ít cháo với lại hột vịt muối, tại vì tao không biết nấu cái gì cho mày ăn. Thôi thì mày dậy mày ra mày ăn một ít cháo cho nó tỉnh đi. Thì lúc này Ly mới nhìn Khánh, thì Ly mới hỏi rằng là mày về mày thấy gì không? Thì Khánh mới nói là tao về tao thấy mày đang co giật ở trên giường. Tao biết là mày uống thuốc mày chưa ăn cái gì đúng không? Tao tử mày cào sót mày nằm mày sốt. Thôi bây giờ ra ăn miếng cháo với hộp vịt muối đi. Tao mới nấu cháo lại mua hộp vịt muối về luộc rồi. Mày ra đó mày ăn cho nó có sức. Thì lúc này Ly mới hiểu ra một vấn đề là Ly nhớ ra à, thì mình uống thuốc mà mình cũng chưa có ăn gì. Cho nên cái chuyện mê man nằm mơ hay nhìn thấy một cái hình ảnh ma quái là chuyện bình thường. Chứ lại nhà này đã ở 2 tháng trời rồi đâu có chuyện gì xảy ra. Thì Ly mới ra Ly ăn. Thì trong quá trình Ly ăn với lại Ly nghỉ ngơi ở ngoài phòng khách đó, thì Khánh ngủ ở trong phòng. Thì Khánh đóng cửa lại tại vì Ly ở ngoài Ly mở đèn. Thì Khánh đóng cửa lại Khánh ngủ. Thì lúc này là Ly không ngủ được nữa. Tại vì thức bất chợt giữa đêm mà mới vừa ăn xong nữa. Thì Ly mới nằm ở ngoài cái ghế ngoài phòng khách Ly nghỉ ngơi và mở băng nhạc lên nghe. Thì bạn biết nhạc thời đó nó có cái nhóm tôi không nhớ là đúng hay không, nhưng mà nhìn là nhóm Chinadon hay gì đó, hát cái bài na 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 na, là cái hai cái bạn mà giống như sinh đôi nhảy thời đó đó. Thì hình như là hai cái nhóm này của người Đài Loan luôn hay sao đó. Thì là Ly nằm nghe cái nhóm đó và mở cái volume nhỏ lại và nằm một hồi, bắt đầu cái thiêm thiếp thiêu vô giấc ngủ. Thì đang thiêu mà không phải là ngủ hẳn, đang thiêu không ngủ hẳn, chập chờn thôi. Thì lúc này độ đâu đó khoảng là 5 giờ sáng rồi, thì cũng chập chờn mà trời vẫn còn tối. Thì bỗng nhiên không nghe cái nhóm nhạc nó hát nữa mà lại nghe cái tiếng gió sao động và một cái mùi hương rất là thơm kỳ lạ. Thì Ly mới mở mắt ra. Thì khi mở mắt ra thì cũng vẫn trong tại trạng thái sốt và mơ hồ. Thì Ly thấy cái hình ảnh bức tranh nó nằm ở trong cái tivi. Thì Ly hoảng hốt ngước lên về phía bếp, thì thấy cái người đàn ông đó đang đứng trong bếp. Cái lưng vẫn hướng về Ly và cái đầu, cái mặt vẫn nhìn về hướng Ly cười. Một cái nụ cười rất đáng sợ. Thì lúc đó Ly hoảng, Ly hét lên, tông cửa vô kêu Khánh dậy. Thì Khánh bật dậy, Khánh mới hỏi là chuyện gì vậy? Thì Ly mới kể lại cái sự việc mà khi mua thuốc về nhìn thấy người đàn ông đó trong giấc mơ rồi hồi nãy mới nhìn thấy ở ngoài phòng khách. Thì Khánh mới nói rằng trời ơi mày ngủ đi, nhà này không có ma đâu. Nếu mà có ma đó thì ngay từ khi mình dọn về là phải có. Chứ 2 tháng nay rồi mình làm ăn phát đạt, có ai chù ếm mình đâu. Tại hôm nay mày bị bệnh nặng quá rồi đó, mày nằm mày thấy như vậy thôi, chứ chẳng có ma quỷ gì đâu. Thôi thì bây giờ cũng đã sáng rồi đó, tao vô đánh răng súc miệng rồi thay đồ. Mình đợi khoảng 6 giờ tao với mày đi xuống đi chợ mua đồ về cúng nhà một cái đi. Cho mày tâm linh mà mày tin tưởng chút xíu. Coi như là lâu nay mình làm ăn phát đạt mà cũng không cúng trong nhà trong cửa. Mình tặng ăn cơm tiệm cơm bụi. Hôm nay thôi mình cúng trong nhà cái cho nó an tâm. Thì lúc này trời bắt đầu cũng hừng sáng rồi. Thì cả hai thay đồ, make up rồi chủng đầu đi xuống mua đồ lên cúng. Thì thấy nhiều người qua lại chợ búa rồi trời sáng thì Ly cũng không còn sợ nữa. Và Ly nghĩ rằng là cái đó là do mình bị mê man, mình bị bệnh. Và mình nhìn thấy hoa mắt, mình tưởng tượng thôi. Chứ không có. Thì sau đó khi đi chợ về này kia các cái thì các bạn cũng hiểu mà. Khi vào ban đêm, khi mà mọi người đều ngủ hết có một mình thức. Và khi mình sợ thì tự nhiên thính giác, khứu giác của mình rất là nhạy. Thì Ly cũng nghĩ mình trong cái trạng thái đó. Nhưng mà thật ra thì có thiệt hay không thì bản thân Ly không có biết. Thì ngày đó sau khi cúng xong đó, thì Ly với Khánh cùng đi ra tiệm mở tiệm và bắt đầu làm việc một ngày. Và sau khi làm việc một ngày như vậy đó, thì buổi tối đó Ly lại bị sốt. Và sốt nặng hơn cả ngày hôm trước. Thì Khánh mới nói thôi bây giờ mày nặng quá rồi. Mày đi về mày nghỉ ngơi đi.
thôi thì tao với mấy chị em ở đây ráng gồng khoảng 2-3 ngày, mày đi về mày ngủ một cái giấc thật khỏe và nghỉ dài 3 ngày đi. Thì Ly không có chịu về. Khánh mới hỏi là chuyện gì mà không chịu về. Thì Ly mới nói là cái chuyện hồi hôm qua đó tao kể mày đó. Khánh mới nói trời ơi nhà mình không có gì đâu, mày đi về mày nghỉ ngơi đi, do mày mê man thôi, mày đừng có sợ, cái sức khỏe mới là quan trọng nè. Bây giờ mày không về mày nghỉ ngơi đó, mà lỡ mày đổ bệnh mày chết á thì mày mới chính là ma đó. Thì Ly nghe vậy thì Ly đi về mua thêm một bọc thuốc, nhưng mà lúc này về thì cũng đã có cháo, à cháo dư, nhưng mà nó không có thiêu, bỏ tủ lạnh thôi á, lấy ra ăn để uống thuốc. Thì khi mà uống thuốc vô này kia nọ đó thì Ly gọi điện qua tiệm cho Khánh, Ly nói là tao về rồi và tao ăn cháo uống thuốc rồi, và Ly cúp máy. Thì tiệm bắt đầu hoạt động tiếp cho đến 1 giờ sáng ngày hôm đó thì mới xong công việc. Thì Khánh mới gọi điện về cho Ly thì không thấy Ly bắt máy. Thì Khánh tự nhiên Khánh bồn chồn, Khánh lo. Thì những người trong tiệm ta mới nói với lại Khánh đó là trời ơi giờ 1 giờ sáng rồi, người ta cũng ngủ rồi, ta bị bệnh mà làm sao mà ra bắt máy được, mà cái điện thoại nằm ở ngoài ở trong phòng ngủ hay phòng khách. Thì Khánh nó nằm ở phòng khách, thì mấy chị mà làm chung mới nói là phòng khách thì ai đâu mà mò ra nổi, người ta mệt, ta bệnh, ta ngủ rồi, đừng có gọi phiền nó, thì nó nghỉ ngơi đi rồi mai mốt nó khỏe nó ra nó làm với mình. Mà trong lòng Khánh bồn chồn lắm, Khánh lo lắm không hiểu tại sao. Thì Khánh mới quyết định là làm xong hết việc dọn dẹp đi về. Khi về mở cửa vô đó, thì mở vô phòng ngủ không thấy Ly, và không thấy bất cứ đồ đạc nào của Ly, ngay cả những cái quần áo mà Ly thường bận cũng mất tiêu, và cái vali cũng mất tiêu, hộ chiếu rồi này kia, tiền bạc trong nhà mất hết. Và Ly chỉ để lấy đúng cái số tiền của Ly thôi, và từ đó không thấy Ly đâu. Thì Khánh mới lập tức là báo cho cơ quan chức năng, thì người ta cũng có tới, thì người ta nói là đây là trường hợp rất là bình thường, có thể người này bỏ đi đâu đó, và người ta không phải ăn cắp ăn trộm gì đâu, chỉ lấy đúng những gì của mình thôi mà, đâu có lấy của Khánh đâu. Thì Khánh cũng chỉ lo cho bạn thôi chứ không phải nghĩ Ly là ăn cắp gì hết. Nhưng mà 1 ngày 2 ngày rồi 3 ngày không thấy Ly về, thì Khánh mới gọi điện cho bên qua Đài Loan, gọi điện qua bên đó, thì bên đó nói rằng là cũng không thấy Ly về nhà. Nhưng mà qua cái quá trình mà điều tra thời điểm đó là Ly có xuất cảnh qua về Đài Loan, người ta có thấy Ly xuất cảnh về Đài Loan, là có mua vé máy bay này kia đàng hoàng. Nhưng một cái chuyện nó quá bất bình thường, không tự nhiên một cái người đang làm ăn, đang bệnh, đang sốt cỡ đó mà tự nhiên đi lấy đồ đạc, tiền bạc, vali, mọi thứ tự nhiên tự chia rẽ, mà không đâu có giận dỗi gì nhau đâu, mà biến về Đài Loan. Thì Khánh bên này không gồng nổi tiền, tại bạn biết Khánh là giống như là cái nhiệm vụ của Khánh là thu ngân và kiểm soát dòng tiền, tiền bạc trong làm ăn. Còn Ly mới là người thợ chính, là cái người mà dạy lại cho những cái người thợ kia cách để mà làm phục vụ về cái ngành tóc và mọi thứ khác. Mà bây giờ cái người thợ chính, người thợ giỏi đó không còn, thì Khánh không thể nào mà Khánh gồng nổi một cái tiệm như vậy. Thì Khánh bắt buộc Khánh phải trả tiệm, trả mặt bằng, và Khánh phải trả luôn căn nhà thuê đó để đi về Đài Loan tìm Ly. Thì cái ngày hôm đó là Khánh mới liên hệ với lại người chủ nhà, thì người chủ nhà cũng là người Hoa, họ lên họ nhìn nhà họ để họ coi là có bị cái gì không, thì họ mỉm cười. Họ mới nói với Khánh là hiện tại giờ không có cần phải tu sửa lại gì hết, nhà vẫn y nguyên. Nhưng mà thôi thì anh cũng trả lại em 1 tháng tiền cọc, anh giữ lại 2 tháng. Chứ đúng ra là anh phải giữ luôn 3 tháng tiền cọc, coi như là em làm sai hợp đồng. Tại chưa đến kỳ hạn mà em đòi rút sớm, mà em đòi đi sớm một cách đột ngột. Nhưng mà thôi chỗ mình quen biết nhau thì anh trả lại em 1 tháng, coi như là hai bên vui. Anh giữ lại 2 tháng tiền cọc, coi như đó là hình phạt mà kiểu như trả hợp đồng sớm. Thì Khánh đồng ý, Khánh vui, Khánh đồng ý. Cái chuyện nó bắt buộc thôi, tự nhiên bạn trả nhà cho người ta. Thì Khánh xin là cho ngủ lại một đêm, tại vì 12 giờ 1 giờ trưa ngày hôm sau mới bay về Đài Loan. Thì người chủ nhà rất là bình thường, nó ok ngủ đi, rồi còn mọi thứ về liên quan đến nhà thì gửi lại bảo vệ. Thì cái người đó đi về, Khánh mới nằm lại đó ngủ một đêm. Thì đêm hôm đó Khánh nhìn thấy một chuyện rất là lạ. Trong cái sự mê man, Khánh nhìn thấy bức tranh đó đúng là có một người đàn ông lưng quay về hướng mình và cái mặt cũng quay về hướng mình 180, có nghĩa cái đầu bị ngược đó, nhưng đang nắm tay một cái người, một cái dáng người phụ nữ, lưng và đầu đều quay về hướng mình, là cái ót quay về hướng không thấy mặt, nhưng cái dáng nó rất là giống Ly, y chang Ly, và đang cùng nhau đi về cái tháp đó trên con đường hoa mỹ ngạn. Thì khi mà sáng Khánh
chợt bật dậy thì Khánh không còn thấy hình ảnh đó nữa. Thì trong đầu Khánh lóe lên cái chuyện tâm linh, có bao giờ thật sự Ly nó bị cái bức tranh này bắt hay không, hay có cái chuyện ma quỷ gì đó mà Ly nói mà Khánh không tin, cho nên bây giờ nó xảy ra thành sự thật hay không. Thì lúc này Khánh mới quyết định cái chuyện là Khánh ăn cắp bức tranh nó mang về Đài Loan luôn. Thì tất nhiên chủ nhà đâu có biết, thì Khánh mới gỡ bức tranh đó mang về Đài Loan để hỏi thầy bên Đài Loan. Thì khi về Đài Loan á, thì cái người thầy Pháp bên Đài Loan mới nói rằng bức tranh này bị ếm. Và cái người trong tranh đó là một người đàn ông là chủ bức tranh này, đã chết lâu rồi, mà lý do chết thì không rõ. Nhưng bức tranh này có bị ếm, tại vì ở trong cái khung tranh, ở dưới bức tranh có hai lá bùa. Và cái người bạn của Khánh mới là, có nghĩa là Ly đó, cũng bị bắt hồn vào trong này. Bị bắt hồn vào trong này, tất cả mọi chuyện đều là tâm linh. Thì sau khi Khánh biết được cái chuyện đó, Khánh biết được cái chuyện đó, thì Khánh rất là hoảng. Và cái người thầy Pháp mới nói là không thể nào mà cứu bạn trở về được nữa, tại vì đã bị bắt rồi. Nhưng mà không nên mang bức tranh này về nhà, hãy để bức tranh này lại nơi đây, tức là để lại nhà của ông thầy Pháp đó, để ông chứng nghiệm và không cho ai sử dụng bức tranh đó. Thì Khánh đồng ý. Và Khánh nói rằng nếu có một ngày giúp được bạn của Khánh là Ly, thì hãy trả Ly về lại cho Khánh. Thì thầy Pháp nói rằng điều đó rất là khó, chỉ có thể giữ được bức tranh này, đừng hại ai nữa thôi. Thì lúc này thầy Pháp giữ lại bức tranh đó. Và Khánh từ đó về sau không về Việt Nam nữa, mà cũng không tìm được Ly từ giây phút đó. Thì cái câu chuyện này cũng từ một cái người Đài Loan kể tân nghe. Và người này có thể nói rằng là một người bà con gần với chị Khánh đó. Và chị Khánh đó bây giờ đã lớn tuổi rồi, đã đứng tuổi rồi, và đã có chồng có con rồi. Và chị có kể cái câu chuyện đó trên một cái diễn đàn. Thì cái người bà con có hỏi kỹ hơn thì mới biết về câu chuyện đó. Và người bà con nó kể cho Tân nghe. Thì sẵn dịp hôm nay nó đang có một cái sự trỗi dậy về sự tò mò về những câu chuyện từ chung cư TK, thì Tân xin phép góp câu chuyện này cho các bạn nghe. Nghe không phải là để sợ, nghe là nghe về giải trí, nghe về quá khứ, những cái sự huyền bí liêu trai tại chung cư này, chứ không phải là để sợ hay để hù ai hết. À, bây giờ nó đã có một bộ mặt mới, một cái cơ ngơi mới, thì Tân rất mong nó sống trở lại và nó nằm ở trong lòng người Sài Gòn và nó có thể phát triển được. Chứ Tân không mong kể tiếp những câu chuyện về nó. Tân chỉ kể những câu chuyện mà Tân được biết trong quá khứ thôi. Còn trong hiện tại và tương lai, Tân muốn nơi chung cư này được phát triển. Và đầu tiên, Tân sẽ là người tới đó để mà sống lại cái thời ngày xưa của mình. Tân rất là quý những cái kỷ niệm đó. Và hôm nay Tân kể cho các bạn nghe một câu chuyện về nó để các bạn tò mò thêm, tìm hiểu thêm ha. Và Tân mong rằng chẳng ai vào trong đó cách ly, thì nếu như vậy thì chẳng ai bị bệnh hết, mọi người đều khỏe hết và mọi người đều không bị dương tính, để cho cái mùa dịch nó qua mau và để cho chính phủ mình đỡ cực, cho thành phố mình được sống trở lại. Cái điều đó là điều Tân mong muốn, chứ không phải là chuyện ma quỷ hay tâm linh gì hết. Tại vì vào trong đó là bạn bị bệnh, và bị bệnh thì rất là mệt, mệt cho những người phòng chống dịch và mệt luôn cho chính bản thân và gia đình của bạn. Cho nên Tân không muốn ai vào trong đó, chứ không phải là vì sợ tâm linh. Những câu chuyện này nó thuộc về quá khứ rồi. Mình kể để góp vui trong cái môi trường những câu chuyện ma thôi, chứ nó không có ý nghĩa gì mà để hù dọa ai. Hai các bạn ha. Thì các bạn thấy sao về câu chuyện ngày hôm nay cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích thì nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân ngày càng lớn mạnh hơn nữa nha. Bây giờ thì bye bye. Hẹn gặp lại các bạn với câu chuyện ma của 5 giờ chiều mai. Bye bye.